với bà Lina đây. Bà làm gì vậy? Bà mới là làm cái gì á? Đi tiền mà không trang điểm gì cả. Ít chứ cũng phải thoa tí son lên môi đi chứ. Tôi biết rồi, nhưng mà bà không thấy tôi đang có bầu hả? Bà cũng phải thông cảm cho tôi chứ. Thông cảm chứ gì, còn tôi thì sao? Sinh nhật một năm chỉ có một lần. Ai ai người ta đi cũng chỉnh chu hết. Chỉ có mình bà để cái mặt tái mét như vậy mà đi đó. Ít chứ cũng phải thoa son vô đi. Tôi có lòng đến chung vui với bà, bà cũng hiểu cho tôi một chút chứ. Nếu bà cảm thấy không được thoải mái á, thì tôi đi về. Chúc bà sinh nhật vui vẻ. Đó, mới nói có mấy câu mà giận nãy về rồi đi về thật đúng không? Thôi, thoa tí son đi rồi đi vô chơi với tôi. Tôi đã nói tôi không xài được son mà, bà đừng có ép tôi. Bà cứ yên tâm đi, đây dòng son ma của nhà Madrid. Chất son mềm mịn như nhung, bám màu cực kỳ tốt, kháng nước, chống trôi. Được sản xuất bằng công nghệ Hàn Quốc. Đặc biệt nha, đã được Bộ Y tế kiểm định đầy đủ, nên cực kỳ an tâm với mẹ bầu hay mẹ bỉm. Cứ yên tâm mà dùng. Thật vậy hả? Tôi... Tôi gì mà tôi, mới nói có mấy câu mà đã giận nãy muốn đi về. Ở tâm trạng mấy bà bầu thì cái chứ. Thôi, tô son đi rồi đi qua chơi với tôi. Tôi hiểu rồi, tại tôi cũng lo cho em bé quá. Nhưng mà bà nói vậy tôi yên tâm rồi. Để tôi xài thử xem có xịn như bà nói không nhá. Em, bà cầm cho tôi. Màu đẹp quá nè. Ý, mà cũng ly nữa nha. Đó, tôi muốn xịn mà. Thôi, bây giờ thả tóc ra, thì vô đi chơi với tôi, được chưa?